chào mọi người đang xem live của ekip bác sĩ thẩm mỹ Lê Thúy Vân ạ. Hiện tại đang có mặt trong phòng mổ và bác Vân cùng ekip vừa mới hoàn thành xong một ca phẫu thuật mổ cho chị khách hàng ạ. Mà chị khách này thì chia sẻ là khách tới từ An Giang, thì khách hàng có mong muốn là tìm có bác sĩ Vân để cải thiện về thân trang mắt đẹp cho nó to tròn sexy. Khách thì sau khi sinh hai bé thì tới ngày hôm nay thì cũng có đủ cái tình cảm để đi nâng lại con mắt tinh hơn đó mọi người. Những chị chia sẻ cho mọi người xem hình ảnh của khách hàng. Khách hàng này thì xem xong thì teo hết, là gần như nó teo đi gần hết, nhưng mà hiện nay thì mọi người có thể xem hình ảnh đó là những thứ như là đây là có gì. Và vòng một của khách thì hai bên rất là nhỏ ha, xem một thì cũng rất là xa luôn. Lúc mà khách mang bầu cái bé thì vòng một nó khá là đầy đặn, nhưng mà sau khi sinh thì đa số chị em phụ nữ đều gặp cái tình trạng teo hết như vậy. Đây, mọi người có thể xem hình ảnh của khách hàng sau khi làm ha. Vòng một rất là căng tròn và sexy để đặt lên khách dưới mình. Mọi người đã thấy mặt của khách hàng ha. Mặt trước làm và mặt sau làm là rất là căng tròn sexy. Trời ơi, mắt mình nhìn chị lên ha. Cái phần môi tuyến trên của khách hàng mà để mình đặt đồ lên, mình thấy cái màu mặt rất là mọi người rất là căng tròn luôn ha. Chị em nào mà đang gặp tình trạng giống như chị Liên này, cứ liên hệ ngay cho bác Lâm thông qua số bác Lâm. Bác sẽ tư vấn và thăm khám miễn phí cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem live của ekip bác Lâm ngày hôm nay ạ.